con ngồi lên giùm cho mẹ đi, con ngồi lên giùm cho mẹ, ngồi lên đây nè, con ngồi lên đây nè, con ăn nó dễ hơn. Mới mua đôi đũa đó cô chú. Bây giờ là ăn mì. Trời đất ơi, cô cầm đũa ăn mì kìa. Ôi, con tôi nó là người Việt Nam, nó cầm đũa kìa. Trời ơi, nó sỏ kìa. Nó có đôi đũa đó, nó có đôi đũa, cô chú biết nó nói gì không? Mẹ, mẹ muốn ăn noodle. Muốn ăn mì á. Làm cho nó ngay một gói mì để nó ăn. Ui chào, ui hơi rồi. À, mày để đây mày mệt quá. Thôi thôi để đây nè. Đó, rồi. Khỏe ru. Khỏe ru. Đây mày chỉ cho nè, có cần mày chỉ không? Dạ. Dạ phải không? Ok. À, ok, bây giờ nè, cái ngón tay cái mình xổ vô đây, cái ngón tay này với ngón tay này mình xổ vô đây mình kẹp vô nè. Đây. Ok, bây giờ ngồi gần với mẹ nè, thấy không? Đây coi coi, dính vô bài vô đây đây. Rồi, cái ngón tay cái xổ vô đây. Đó, còn ngón này. Không, ngón tay cái sỏ vô đây. Ngón giữa đi, trên ngón giữa đi. Ở đây là mẹ rồi, làm lại coi. Đây, đây, rồi đúng rồi. Vậy nè. Vậy mà vậy được hơn nè, đúng rồi. Rồi, ok, number one. Ok, number two. Ok, number chi. Không, không, không có ngón này, không có ngón. You cut another fish. Rồi, ok, number four. Cực chữ đứa chay hè. Với răng mà cực dưới mày. Mày lộn chi mà mày cầm cái đũa, mày thấy tao thấy cực ghê mày nè. Đó, rồi, chờ mày ăn đi. Mày ăn cho tao coi coi. Ăn đi. Ui trời đất ơi, ăn được rồi đó nè. Ui chào ơi, dỗi. Dỗ kinh đó. Kéo áo lên. Dỗ kinh đó ta. Trời đất ơi, bây giờ ăn cầm đã đũa được rồi. Cô chú thấy rồi, cô chú thấy rồi. Ăn đi, cô chú thấy rồi. Ngồi xích vô màn hình cái kênh của con, đứng đây. Đó đúng rồi. Ui cha ơi, nó dũa. Nó dũa kinh nữa trời. Ui cha ơi. Ô dạ dạ, coi coi, coi bắt con cá kìa, anh bắt được con cá. Đồ trời ơi, coi anh ba câu được con cá này chay nè. Wow, chay ăn cá không? Bỏ vô miệng ăn đi kìa. Chay đi. Yeah. Fishy. Sunfish. Can you say sunfish? Say sunfish. Ok, không có. Bước xuống, bước xuống. Ok. Good job. Rồi xuống ăn mì đi. Really? Oh, giant. Really? Yeah. Nó nãy nó bắt được cá bự. Right here. Nãy nó bắt được cá bự nữa rồi. Rồi gắp miếng mì ăn mày coi coi. Gắp miếng. Ôi trời đó coi, bây giờ chỉ có con cái, bây giờ cái tay nó kèm coi. Trời ơi sao nó chuyên nghiệp dữ trời. Trời đất ơi. Vũ kinh nữa mày. Dạ. Vũ dữ đó. Răng mày bị vũ dữ đó mày. À, Ngọc á, Ngọc đang cố gắng tập để nói cái giọng Quảng Nam luôn cho nó hiểu á, chứ để mai mốt mà về Việt Nam mà bà cố nói mấy cái chữ này á, nó không hiểu luôn. Tại vì bà mẹ, bà nội của Ngọc á, bà nội của Ngọc nói đặt cái giọng miền Quảng luôn, hiểu không? Nên là nếu mà không có cho tập nó đi mua rứa là cái chi rơm mi là cái kia là nó không hiểu. Trời ơi đó, không, cái đó ăn kiểu Mỹ rồi con, cái đó là ăn cái kiểu mà spaghetti rồi. Trời ơi, trời ơi, dũa. Bà nội Ngọc nói tiếng Quảng Nam đặc kẹo lắm, nếu mà ai mà có biết bà nội của Ngọc rồi biết. Đó, là chay có máu của người miền Tây, rồi có máu miền Trung, đồ vô nhiều lắm chú. À, mọi người. Rồi, xuống đây gáp miếng mì ăn. Hai chú. Con nói là đang tập cho con chay nó nghe được cái giọng quán nôm. Đúng rồi, đúng cái đó là hay tuyệt chiêu luôn đó. Thì đó. Giờ bởi vì con nói bây giờ con đang nói tiếng Quảng Nam. Bây giờ con nói cho ông ngoại nghe coi, mẹ tên chi, mẹ tên Bổ Chi. Bổ Chi. Nói cái chi. Bổ Chi. Nó đi bổ ngạc. Bữa đó nó bổ ngạc. Bổ ngạc. À. Con ăn cái chi rứa đó con. Ừ, ăn chi rứa. Ăn cái chi rứa. Mẹ phải nói gì mong mốt về bà cố nói nó mới hiểu chứ chú biết không? Đúng rồi, bà cố nói, bà cố con bả cái Quảng Nam đặc sệt mà. Thì đó, mà nhà mình toàn nói vậy chứ mong mà. Ví dụ như lên video thì mình nói cái giọng cho nó thông dụng. Đúng. Nhưng rồi. Mà mình về tới nhà mình nói mấy cái giọng đó đó. Ok, cái đó là cái giọng của quê cha đất tổ và cái giọng cái của anh cô, con ăn con nhu. À, con cho anh cô nhu đâu. Bắc Nam phải Nam, Trung phải Trung chứ. Thì đó. Bé. Không giả được.
không giả được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi con. Thì bởi vậy thì mình con sợ nhiều người nói con đang pha tiếng á. Đâu có được. Không con thì không phải pha tiếng, con là có giống như là con có dòng máu coi như là quê cha đất tổ ông bà cố con ở Quảng Nam. Và ba con sinh ra đó, ông nội, bà nội rồi chú rồi tất cả sinh ra đó. Nhưng ông nội mua vô trong ở trong miền Nam. Thì lúc đó ba con mới lấy vợ trong miền Nam. Mà lấy vợ người miền Nam luôn. Thì để con ra làm sao con nói tiếng Quảng Nam được. Rồi bây giờ con nhỏ ra con lớn lên rồi con sinh hoạt ở dưới Bến Tre. Giọng toàn miền Nam không à. Con hiểu không? Nhưng cái cá biệt của giọng miền Trung Quảng Nam mình là con nói được. Được. À và con nghe cũng được luôn. Bởi vì sao bà nội có hay nói bằng Quảng Nam rồi nghe các chú. Thì bây giờ con muốn con chay cũng qua con. Con chay cũng phải vậy. Phải y vậy luôn. Phải vậy đó. Nó bây giờ nói cho bà ngoại nghe là mẹ tên gì bố gì. Trời ơi bà ngoại giờ ngồi ăn xoài. Bố Ngọc. Bố Ngạc. Bố Ngạc. Bố Ngạc. Tù lưu. Đi mua rứa. Đi mua rứa mà hồi bữa nó nói là cô chú tưởng nó là đi mua lúa. Nhảy. Thôi nhảy làm chi nữa. Chú ơi, bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều nè. Cái đám dịch này thiệt hả chứ. Làm dơ hết luôn, dơ hết cái xã hội luôn. Giờ ngồi không biết ngồi đường nào này chứ phải. Cái đâu mà lâu lâu có tới một lần là gây nên bão táp, quay cuồng, không bao giờ muốn bình yên hay dịch. Đúng rồi, dí gì chay. Dí tụi nó chay. Tắm đi, tắm cái cho mệt đi rồi vô ngủ một giấc giùm cái. Cảm ơn tình yêu luôn á. Đừng có đi lên nha, đừng có đi lên nha. Dép của người ta. Dép của mấy cô chú đi khai giác á. Mọi người thấy không, dép mọi người để đây là bình thường luôn, không ai lấy hết. Dép của chú, dép của chú. Ba có đâu dép y chang vậy trời. Của chú, của chú. Của cô, của cô. Ai á? Ai á? Ai á? Chay á. Chay ra bơi với dịch đi chay. Đây hiện tại bây giờ là 3 giờ rưỡi trưa cô chú ơi. Trời này đẹp nè, trời này mà Ngọc xuống bơi luôn là có lý luôn nè, lại lý tưởng luôn nè, mà bơi luôn là xong là lên là đen y như là cục than luôn. I love you Sugarmore. Đi đâu? Đi đâu? Đi dịch hả? Đi dí dịch hả? Trời ơi, chay nó đứng gần bài dịch không biết ai là dịch và ai là chay luôn. Rồi, ủa chay ơi, chay đâu mất tiêu rồi. Chay ơi. Ủa chay đâu ta? Chay đâu rồi? Chay đi điểu dịch hả? Rồi nhảy xuống sông luôn, đúng rồi.
Hôm nay trời nắng 90 độ, mà 90 độ thì cũng có nghĩa là 28 30 độ C luôn nhỉ các bạn. Tắm chung với vịt đi chay thơm lắm. Mọi người thấy ngoài kia, ngồi ngoài cái, nếu mà ngồi ngoài ghế nó nắng dễ sợ không? Ngọc trốn ở dưới gốc cây Ngọc ngồi. Ngọc đang ngồi dưới bục bóng râm nè, thấy không? Nó mà đi đâu mà đủ chạy theo nó cái là thôi. Đi đâu? Thôi đi xuống tắm đi. I love you, chu cờ mo. Tự nhiên biết sao tự nhiên cái bài đó nó dính ở trong đầu rồi trời. Mấy con vịt này bự dễ sợ không biết nó ở đâu luôn á. Mọi người nếu mà mọi người có hỏi Ngọc cũng biết là tụi nó đi đâu và tụi nó ở đâu mà tụi nó kéo nguyên đám tới rồi dạo chơi xong rồi đi vậy nó không biết đâu. Mà không ai bắt cả nhà mọi người nha, không ai ăn, không ai bắt hết nha. Trời ơi mấy người này mà người ta thấy mấy con này người ta sợ người chết luôn. Làm người ta không, người Mỹ người ta đâu biết ăn thịt vịt. Có người biết có người không nhưng mà người ta không ăn thịt vịt, người ta chỉ ăn thịt gà, thịt heo, thịt bò, cá rồi xong. Chứ thịt vịt là người ta không có biết ăn. Chồng Ngọc anh cưới Ngọc là nó mới biết ăn thịt vịt á. Rồi có bơ bơ kìa. Ngon, với lại vịt này ăn thấy chú chả ngon lành vậy sao. Nó ăn cỏ không mà vịt này hơi mùi cỏ. Wow, hôm nay thuyền ở ngoài quá trời luôn, bơi giỏi lắm. Hộp đầu xuống cho mẹ. Hộp đầu xuống cho mẹ. Hộp đầu xuống. Chị ơi, nước ấm không chị? Ấm hay lạnh? Lạnh hay ấm? Lạnh hay ấm? Nước lạnh hay ấm? Nước lạnh. Nước lạnh hả? Xạo không à? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Cái gì vậy? Lụm lá hả? Lá làm chi vậy? Rồi chay, mấy vịt nó chuẩn bị xuống nữa chay. Bốn con. Một con vịt xè ra hai chai chanh. Trời ơi bơi tới rồi. Biết mất tức ơi, hai. Bạn sớm hả? Đó cái gì mà nó nổi nổi vậy chay? Có cái cây hay cái gì nổi lên bền sợ chứ. Đi đâu á? Chạy hả? Chạy vòng vòng mà nó đi chạy vòng vòng. Chạy giống như eo xài vậy hả? Nhưng mà bây giờ nè, lặn cái đầu xuống cho mẹ, lặn cái đầu xuống. Giỏi. Chạy hả? Ừ chạy đi cho mệt đi rồi chút vô rồi ngủ. Con vô nó tắm đây đã ngồi ha, chút mới vô trong nó tắm một bồn tắm ở trong nhà nữa, nó tắm vô cũng cả nửa tiếng hồ nữa. Nó tắm một lần là. Trời ơi bắt đến gì xa dữ vậy? Nóng lẹ lên. Lên. Wow, bơi luôn, đúng rồi. Hộp đầu xuống. Ủa. Đúng rồi. Hả? Look at me hả? Ok, lấy rồi. Nói nghe nè, cái dòng màu yellow mẹ mua cho con đâu rồi? Hả? Trời đất ơi, cái dòng nó hôm qua tới giờ tôi không thấy luôn á. Sao mẹ mua đồ mà con không biết giữ vậy? Mẹ đâu có cái thời gian mà giữ đồ giùm cho con chay.
đồ của con phải tự giữ chứ. Rồi hấp đầu xuống. Sao Ngọc ghét cái áo phao đó ghê luôn á. Cái áo phao đó Ngọc tưởng tượng là nó sẽ rất là nặng nề bên hai cái cánh tay luôn, khó chịu, nó ràng buộc luôn. Nhớ hồi đó nó sợ cát kìa, nhưng không dám đứng dưới cát, giờ dám chơi dưới cát rồi. Hôm nay thuyền quá trời luôn của chú ha. Cái gì cơ? Cái gì? Cái gì sao? Stop gì? Stop. À nó kêu sóng ơi đừng có vỗ nữa. Nói sóng ơi đừng vỗ vào bờ nữa. Trời ơi, con càng nói sóng nó càng vỗ vào bờ kìa, thấy không? Đó, thấy chưa, con trời ơi, càng nói càng vỗ đó chứ phải. Thấy không? Wow, cái đó gì vậy? Cát. Đúng rồi. Thử cái làm sao? Làm thêm cái nữa hả? Trời ơi, coi thật dữ chưa? Một cái tay mà bóc được cục cát bự dữ rồi ta. Ôi đất ơi, coi cái mỏ kìa, sơn môi cũng còn dính nè. Đâu ạ? Đi đủ vịt hả? Nhìn lại thấy đám vịt tập trung nhiều quá, nó giục cục cát xuống đi đuổi vịt tiếp. Đuôi đi xa dữ hả? Nay vắng người ít người á ta ha, không ai ở ngoài nhiều á, có mình chay với mẹ chay à.